Vòi rồng đỏ xuất hiện tại Trung Quốc. Video ghi lại khoảnh khắc cực hiếm khi một cơn lốc xoáy khổng lồ màu đỏ quét qua vùng nông thôn Trung Quốc. Daily Mail hôm ngày 3 tháng 8 đưa tin, cơn lốc xoáy màu đỏ xuất hiện trong cơn bão vào cuối tháng 7 tại Sichuan, tỉnh Quảng Đông. Màu của cơn lốc xoáy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả hướng và độ cao của mặt trời, cũng như các đám mây che phủ. Một yếu tố khác được nhắc tới, đó là loại đất mà vòi rồng đi qua. Người dân tỉnh Quảng Đông thường chứng kiến các cơn lốc xoáy vào mùa xuân vào đầu hè, cũng là thời điểm mùa bão. Do địa hình tương đối bằng phẳng, nên Quảng Đông được coi là khu vực của lốc xoáy.